sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Đoạn Tình của tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được sáng tác tại Vĩnh Hội năm 1940. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, chương 4. 4 giờ rưỡi chiều, mặt trời trịch xuống khuất ngọn cây, hết dọi nắng vào vườn hoa nữa. Gió chướng thổi lao xao xô lá cây lúc lắc, lại đưa hơi nắng hồi trưa đi mất hết. Cô Hòa mời cô Vân ra trước sân mà xem cây trồng, nhất là thưởng hoa nở chơi cho mát. Hai cô dắt nhau đi dài theo mấy liếp bông, lúc cúi xuống ngửi bông hường vừa chớm nở, khi đứng trầm trồ bông cẩm nhung tươi tốt. Mùi hoa pha lộn với mùi thơm của hai cô làm cho quang cảnh rực rỡ lại thơm tho bát ngát. Đi tới cây xoài lớn dựa rào, hai cô bèn ngồi xuống cái băng dưới gốc cây xoài, vai mặt vô nhà. Trước mặt một cái sân hoa nở đủ các màu pha lộn nhau. Ngó xa vô nữa thì một tòa nhà nguy nga đẹp đẽ. Cô Vân ngắm cảnh một hồi, cô sanh cảm trong lòng nên cô vai qua nói với bạn: "Chị có phước lắm, tôi thấy chị được như vậy thật tôi mừng biết chừng nào. Người ta nói mấy ông học bên Tây, nếu họ về xứ mà họ lập gia đình thì chủ ý kiếm tiền cho nhiều đặng ăn chơi sung sướng. Anh Thuần không có ý đó, anh lập gia thất đặng lo làm ăn, làm ăn cho có tiền đặng bồi đắp nền hạnh phúc cho vợ con hưởng. Đàn bà con gái có chồng như vậy thì phỉ nguyện rồi, tôi mừng cho chị lắm." Cô Hòa chau mày lặng thinh một chút rồi thủng thẳng đáp: "Ở đời chẳng có hạnh phúc nào mà được hoàn toàn bao giờ, hễ được cái này thì mất cái kia. Chị khó quá. Vậy chứ chị muốn thế nào mới gọi là hoàn toàn hạnh phúc?" "Tôi có muốn gì đâu, thế nào tôi cũng bằng lòng hết thảy. Nhưng mà tôi nghĩ hạnh phúc gia đình ở chỗ nào chứ không phải nhờ nhà đẹp, xe tốt, ăn ngon sung sướng, bạc tiền đầy dẫy mà gây ra được. Có người lấy chồng rồi ở trong một cái chòi tranh mà họ còn vui vẻ hơn nhiều." Nghe mấy lời ấy, cô Vân lấy làm lạ nên ngó sững bạn rồi hỏi nho nhỏ: "Anh Thuần không thương chị hay sao?" "Thương chứ, vợ chồng ở với nhau hơn 5 năm đã có con có cái, sao lại không thương?" "Vậy thì sao chị lại nói như có ý phiền ảnh? Anh có khinh rẻ chị hay không?" "Không, trọng tôi lắm chứ." "À, nếu vậy thì tôi không hiểu ý chị rồi. Để thủng thẳng rồi tôi nói việc nhà của tôi cho chị hiểu." "Được, mà tôi muốn hiểu liền bây giờ. Bởi vì tôi thương chị như ruột thịt, nếu chị buồn tôi chịu không được." "Không, tôi chưa đến nỗi buồn, tôi mới không được vui mà thôi." "Không vui thì là buồn chứ gì?" Cô Hà chúm chím cười, rồi không muốn nói việc riêng của mình nữa nên xoay câu chuyện mà hỏi Vân: "Chị thi đậu về nhà đã 2 năm rồi, sao chị chưa chịu lấy chồng?" Cô Vân cười ngất mà đáp: "Chồng không chịu cưới thì tôi làm sao mà lấy chồng được." "Sao lại không chịu cưới?" "Họ không chịu cưới nghĩa là họ không chịu cưới chứ có sao đâu." "Chị nói khó hiểu quá, chị cứ giễu cợt hoài, nói rõ cho tôi nghe nào." "Tâm sự của chị thì chị muốn giấu, chị không chịu nói thật cho tôi biết, sao chị lại ép tôi phải nói tâm sự của tôi cho chị nghe? Chị nói thật chuyện của chị trước đi, rồi tôi sẽ nói chuyện của tôi." "Chuyện của tôi nhỏ mọn, không có gì đáng nghe. Chuyện của chị là quan trọng, chị phải nói trước." "Có gì đâu mà quan trọng, chồng nói rồi nó hồi, nó không thèm cưới." "Chuyện như vậy mà chị nói không quan trọng, vậy chứ còn đợi sao nữa?" "Quan trọng lắm hay sao? Tôi cho là việc nhỏ mọn, tôi không để ý chút nào. Chị muốn biết thì tôi nói cho chị biết. Trong làng của tôi có một vị hương chức có ít mẫu ruộng, cày cấy đủ ăn chứ không phải nhà giàu. Nhưng mà ông có một người con trai tên là Toàn, học giỏi, mới 20 tuổi đã thi đậu tú tài, trong làng ai cũng khen giỏi. Toàn muốn đi qua Tây mà học thêm nữa, ngặt vì cha mẹ không đủ sức chịu tốn hao nên Toàn buồn lắm. Lúc ấy tôi mới 19 tuổi, đương học trên Sài Gòn. Má tôi nghe chuyện Toàn muốn đi học nữa mà không tiền thì mời cha mẹ Toàn xuống nhà hỏi thăm, rồi nói nếu hai ông bà hứa làm xuôi thì má tôi sẽ ra tiền cho Toàn đi học, chừng nào thành danh trở về rồi sẽ làm lễ cưới tôi. Hai ông bà mừng nên hứa làm xuôi liền."
Cách ít ngày nhân dịp lễ nghỉ học, tôi về thăm nhà. Má tôi cho cha mẹ Toàn hay, rồi hai ông bà dắt Toàn xuống nhà tôi, đặng cho tôi với Toàn biết nhau. Trong ít bữa sau đó, má tôi đưa 1.000 đồng bạc cho Toàn đi tay. Từ ngày ra đi, mỗi tháng Toàn đều có gửi một bức thư về mà thăm má và tôi. Thơ gửi ngay cho má, và viết thơ cũng kêu má tôi bằng má như con rể vậy. Toàn học y khoa, mỗi bức thơ đều nói sự học cho má tôi biết. Má tôi thương Toàn lung lắm. Hễ tôi về nhà thì má tôi đưa hết thơ của Toàn cho tôi coi, rồi khen ngợi Toàn và khuyên tôi phải ráng mà học cho giỏi, ráng tập rèn công dung ngôn hạnh, đặng ngày sau làm vợ một vị đốc tơ cho xứng đáng. Trong 5 năm trường, hễ vài 3 tháng thì má tôi đưa 300 đồng bạc cho ông già Toàn, đặng gửi qua cho Toàn ăn học. Năm ngoái gửi thơ về nói đã thi đậu bằng đốc tơ rồi, xong còn phải ráng ở học thêm nữa, học chuyên môn về bệnh mắt. Má tôi lấy làm vui lòng nên cũng cứ đưa bạc đặng gửi cho Toàn hoài. Thình lình hôm tháng chạm năm ngoái, ông già Toàn xuống nhà đưa một bức thơ của Toàn cho má tôi coi. Trong thơ Toàn nói vì lỡ thương cô Đầm, ăn ở với nhau đã được một mặt con, không thể dứt được, nên cậy cha mẹ xin lỗi giùm với má tôi và khuyên tôi đừng trông đợi, bởi vì Toàn không thể về cưới tôi được. Cô Hòa nghe thuật chuyện tới đó thì cô nổi giận, dằn lòng không được. Cô Dục nói: người gì mà giống ơn bội nghĩa quá như vậy? Cô Vân vỗ vai cô Hòa cười mà đáp: người Việt Nam chứ người gì, người thanh niên trí thức đời nay đó. Khốn nạn lắm, không có lương lý gì hết. Thuật chuyện như vậy mà chị cười được, thật tôi không hiểu chị là người gì. Tôi cũng là người Việt Nam chứ người gì. Sao chị không nổi giận? Giận ai? Giận Toàn hay là giận người Toàn yêu? Giận hết thảy. Chị nóng nảy quá. Trai họ có cái óc mới thì mình cũng phải có cái óc mới như họ vậy chứ, giận làm chi? Tôi cười chứ tôi không giận. Chị nghĩ kỹ lại coi, Toàn rèn tập theo cách giáo dục kiếm ăn thì tự nhiên trí não tánh tình như vậy, có gì lạ? Mình có giận thì giận cách giáo dục kiếm ăn đó, chứ không nên giận Toàn. Còn người Toàn yêu và yêu Toàn đó thì họ có biết mình đâu mà mình giận họ. Người ta giật chồng của chị mà chị nói nghe như chơi. Chơi chị bảo tôi phải khóc, phải la hay sao? Phải làm sao chứ để êm đềm sao được. Người ta không cưới thì thôi chứ làm sao bây giờ. Tôi chắc tại tôi không có duyên nợ với Toàn nên trời khiến như vậy đó đa chị. Mà tôi khỏi kết duyên với Toàn, có lẽ đó là cái may của tôi, biết chừng đâu. Cô Hòa ngồi trầm ngâm, suy nghĩ một hồi rồi nói: tôi hiểu rồi, mất chồng mà chị không tức giận, ấy là tại chị không có tình với Toàn, chứ không phải là duyên nợ hay là tại cớ nào khác, phải không? Cô Vân gật đầu đáp: có lẽ chị nói trúng. Cô Hòa vội lấy một nhánh cây khô cầm mà vẽ trên cát, rồi hỏi tiếp: bây giờ chị tính lẽ nào? Thôi lấy chồng khác phước đi, kẻo họ tưởng hễ họ không cưới thì chị ế chồng. Chồng ở đâu mà lấy? Mà lấy chồng có ích gì hay sao nên chị khuyên tôi phải lấy chồng? Lẽ trời và tục người đều buộc con gái lớn lên thì phải lấy chồng. Tôi đã vâng theo lẽ trời và tục người rồi. Nếu người ta không cưới thì lỗi tại người ta chứ không phải tại tôi. Trả nợ hồng trần theo phận gái đã xong rồi. Bây giờ tôi được thông thả mà học vẽ, học đờn, tập làm thi chơi, khỏi lo phải làm mọi người ta nữa thì tôi vui lắm vậy. Chị nói như vậy mà tôi chắc bề nào rồi đây chị cũng phải lấy chồng. Chị ưa đờn, ưa vẽ, ưa ngâm thì tự nhiên chị sẵn có cái tâm hồn lãng mạn, thì dễ cảm ái tình lôi cuốn. Rồi dầu chị không muốn, chị cũng phải có chồng. Thuở nay tôi chưa biết ái tình là cái gì, mà dầu tình ấy có phát ra tôi cũng kiếm thế xa lánh, chứ tôi không cho nó làm lụy cái tự do của tôi. Chị không chịu lấy chồng, mà sao chị thấy có chồng có con chị lại khen tôi có phước? Tại ý chị khác hơn ý tôi, chị thích gia đình hơn tự do. Nay chị hưởng gia thất đầm ấm thì tôi mừng cho chị chứ sao. À, hồi nãy tôi khen chị có hạnh phúc gia đình thì chị nói hạnh phúc ấy không hoàn toàn. Tại sao vậy? Tôi tỏ tâm sự của tôi rồi, bây giờ chị phải nói việc nhà của chị cho tôi nghe một chút. Việc của tôi khó nói ra được, mà việc cũng không đáng nói nên chị chẳng cần biết làm chi. Chị cứ giấu hoài à. Chuyện tuy không đáng nói mà tôi muốn nghe, vậy chị phải nói. Anh chơi bời hay mèo chuột nên chị ghen chứ gì, phải như vậy không? Cô Hòa cúi đầu lặng thinh không chịu đáp. Cô Vân chưa chắc lời mình nói đã trúng ý bạn,
Cô muốn dọ lòng thêm nữa nên cô nói tiếp: đời nay đàn ông họ rộng đường giao thiệp, nhất là bậc trí thức có anh em nhiều, dầu không muốn chơi bời mà cũng phải ép lòng đi chơi với anh em. Làm đàn bà chẳng nên cố chấp thái quá, phải để cho chồng thông thả, miễn họ giữ trọn đạo làm chồng thì thôi. Tôi tưởng vợ chồng nếu người này có quấy chút đỉnh, người kia phải nhắm mắt, đừng thèm ngó, thì gia đạo mới hòa thuận vững bền. Cô Hòa châu mày mà nói: chị chưa có chồng, chị không hiểu tình vợ chồng là thế nào, nên chị mới nói dễ như chuyện chơi. Để chừng chị có chồng rồi chị sẽ biết, có nhiều cái nó làm cho mình muốn điên, muốn chết đó chị. Bây giờ cô Vân biết mình đã rờ nhầm chỗ đau của bạn rồi, bởi vậy cô cười ngất mà hỏi: chị ghen lắm hả? Chị bị chứng ghen, hèn chi chị không vui. Mà chị biết chắc anh có vợ bé hay là có mèo ở đâu không mà chị ghen? Nếu tôi biết thì tôi phanh thay nó liền, tôi có để yên đâu mà nói. Chị không biết mà chị ghen nổi gì? Bởi không biết nên mới tức chứ. Nếu chị không biết thì phải lập thế đặng biết, rồi chị ghen mới có cớ chứ. Tôi khuyên chị đừng nói chi hết, chị cứ vui vẻ như thường mà dọ dẫm. Chừng nào chị biết anh có tình với ai rồi, chị sẽ to nhỏ mà khuyên lơn anh. Theo con mắt của tôi thấy thì anh là người biết trọng gia đình, chứ không phải là người hoang đàng. Nếu rủi anh có lỡ đi chơi lầm đường quấy, thì chị êm ái mà cắt nghĩa cho anh nghe, tôi chắc anh sẽ bỏ liền. Chị chẳng cần phải ôm ấp sự phiền não trong lòng chị. Hễ tôi nhớ tới sự đó thì tôi bực tức sùng sục trong lòng, không vui được thì làm sao mà êm ái. Mà cử chỉ của anh thế nào nên chị ghen như vậy? Tôi nói thật với chị, nhà tôi đối với mẹ con tôi thì đúng lắm, tôi không có chỗ nào mà trách được. Tôi phiền có một điều là cứ đi hoài, bỏ mẹ con tôi tiêu hiu ở nhà như giải giữ chùa, đi tối ngày, có khi còn đi thăm tới ban đêm nữa. Tôi buồn là buồn chỗ đó. Ảnh làm chủ hãng, tự nhiên ảnh phải bổn thân quản suất. Nếu anh lơ mơ ở nhà hoài, không xem xét việc trong hãng, thì cuộc làm ăn hư hại còn gì. Chỉ trách ảnh về khoản đó tôi e quá đáng. Nói ra ngoài hãng mà tôi có biết ra đó hay là đi đâu? Chị nghi quá vậy sao được? Vợ chồng phải tin bụng nhau thì ở đời với nhau mới được chứ. Tôi biết bụng tôi chứ làm sao tôi biết bụng nhà tôi được mà tin. Ồ, cái nhiệt độ về sự ghen của chị cao quá, chị phải nguội bớt, chị phải dằn xuống chứ. Tôi dằn hết sức đa chị, nếu tôi không dằn thì có còn vợ chồng gì nữa đâu. Như hồi trưa mình ghé ngoài hãng đó, chị thấy hay không? Thấy việc gì? Hồi hai chị em mình xô cửa vô phòng làm việc của nhà tôi đó, chị không thấy giống gì hay sao? Có con đánh máy nó ở trong phòng với nhà tôi đó. Người phụ sự đem đồ vô cho chủ ký tên, ấy là sự thường, có lạ gì đâu. Mướn người phụ sự mà mướn đàn bà con gái chi vậy? Thiếu gì mấy thầy sao không mướn? Cha chả, chị ghen tới kẻ phụ sự của ảnh à? Chị để ý tới chỗ đó thì tôi sợ nhẹ danh giá cho ảnh. Chỗ nào tôi cũng để ý, mà dầu ai tôi cũng ghen hết thảy. Người giúp việc thì mướn con gái, trong phòng làm việc lại có sắm ghế canape. Làm như vậy biểu đừng nổi sung sao được. Tôi nói thiệt với chị, gia đạo của tôi người ngoài dòm vô, ai cũng cho là có phước hết thảy. Nhưng mà tôi buồn lắm. Tuy ở nhà lầu, đi xe hơi, đeo hộp xoàn, muốn vật chi cũng có, song tôi không biết vui chỗ nào hết. Tôi sợ một ngày kia tôi phải tự vận mà chết, bằng không chết thì tôi cũng điên. Cô Hòa nói tới đây thì sắc mặt cô rất buồn bực. Cô Vân thấy bạn đau đớn như vậy thì cô không dám giễu cợt nữa. Cô nghiêm sắc mặt mà nói: chị Hòa, chị bị bệnh ghen nặng quá. Tôi biết vì chị thương chồng nhiều nên chị mới ghen, nhưng mà bệnh ghen là cái họa lớn trong gia đình. Vậy phải làm thế nào mà trừ cho gấp? Nếu để dây dưa, sợ nó phá gia đình rời rã. Nay tôi biết chứng bệnh của chị rồi, không lẽ tôi làm lơ, để cho gia đình chị xào xáo? Thôi, để mai mốt tôi thừa dịp nào anh Thuần rảnh, tôi sẽ tỏ bày nỗi phiền não của chị cho anh hay biết, đặng anh liệu đường làm chị hết ghen. Chị cho phép tôi nói thiệp với anh không? Cô Hòa do dự một chút rồi mới đáp: có lẽ nhà tôi đã dư biết nỗi buồn của tôi, song muốn để như vậy cho tôi chết đặng cưới vợ khác. Ồ, sao chị coi anh Thuần rẻ quá vậy? Anh là người biết trọng gia đình nên tuy mắc lo làm ăn, song cũng sắm nhà cửa tử tế, đặng vợ con ở cho sung sướng. Người có ý tốt như vậy, lẽ nào lại có ý xấu như vậy?
Thôi, chị muốn nói thì nói. Nói thử coi nhà tôi đáp thế nào. Chị cho phép phải không? Tôi cho. Mà tôi nói chuyện với ảnh, tôi sợ chị ghen tới tôi nữa. Cô Vân nói câu này rồi cười ngất. Cô Hòa cũng cười mà đáp. Tôi với chị thương nhau như ruột thịt. Có lẽ nào chị đành giật chồng tôi hay sao mà tôi ghen? Hai cô cười xòa. Thuần ở ngoài hãng về, ngừng xe trước thềm nhà. Bé Hậu đương chơi phía sau chạy ra mừng cha. Rồi cha con ôm nhau mà hôn. Cô Hòa với cô Vân đứng dậy thủng thẳng đi vô nhà. Thuần ngó vợ mà nói. Mới 6 giờ 15 thay đồ đi chơi một vòng. Chừng 7 giờ 30 sẽ về ăn cơm. Đi đặng cho cô Vân hứng gió một chút. Hai cô thay đồ rồi dắt bé Hậu lên xe. Thuần cầm tay bánh cho xe chạy qua phía Gò Vấp. Chương 5. Gần 3 giờ chiều, Thuần sửa soạn lên xe đi ra hãng. Cô Hòa kêu chồng mà dặn, hễ ra tới hãng rồi thì biểu shopper đem xe về liền, đặng cô với cô Vân đi Sài Gòn mua đồ. Đúng 5 giờ cô sẽ lại hãng rước Thuần đi Thủ Đức ăn nem chơi một bữa. Thuần làm y theo lời vợ dặn. Coi đồng hồ đã 5 giờ, Thuần rửa mặt chải đầu rồi bận áo ra ngoài, đứng nói chuyện với thầy Hai Tịnh, mắt cứ ngó chừng ra đường, có ý trông xe lại đặng đi chơi một vòng. Đợi đến 5 giờ rưỡi cũng chưa thấy xe lại, Thuần lấy làm lạ, bèn bước ra ngoài cửa đi lên đi xuống mà chờ. Chờ hoài không thấy. Bây giờ Thuần bắt đầu lo, vì không biết có sự rủi ro chi hay không. Đến 6 giờ Thuần nóng nảy quá, không thể chờ nữa được, bèn trở vô hãng dặn thầy Hai Tịnh. Nếu có xe cô Hòa lại thì nói Thuần chờ không được, nên đã về trong nhà rồi. Dặn xong Thuần mới vô trong xưởng, lấy một cái xe cũ mà về cây quéo. Thầm tính nếu về nhà mà không gặp vợ thì sẽ chạy ra mà kiếm. Xe vô tới sân, Thuần liền thấy cô Vân đương nắm tay dắt bé Hậu đi dài theo mấy líp bông mà chơi. Thuần hết lo nữa, song không hiểu tại duyên cớ nào mà vợ thất ước, nên vừa bước xuống xe vừa hỏi cô Vân. Hẹn 5 giờ lại hãng rước tôi mà, tôi chờ hoài không thấy, tôi lo quá, không biết cô gặp việc rủi ro gì hay không. Nhà tôi không có đi Sài Gòn với cô hay sao? Cô Vân cười rất hữu duyên mà đáp. Xin anh tha lỗi cho chị Hòa. Thiệt cũng vì có một sự rủi nên chị Hòa mới thất ước với anh như vậy đó. À, rủi sao đó? Hồi xế xe trở về, hai chị em tôi sửa soạn đi Sài Gòn mua đồ chơi. Chị em tôi chưa kịp đi thì có một người đem thơ của chị hai ở trong rạch cát, nói chị hai bệnh và mời chị Hòa vô nói chuyện. Chị Hòa dục dặc muốn để sáng mai sẽ đi. Em nói chuyện mình đi chơi không quan hệ gì, bữa nay đi không được thì mai sẽ đi. Chứ còn chị hai có bệnh đã sai người ra kêu, nếu không đi liền thì lỗi lắm vậy. Em ép chị Hòa phải đi rạch cát nên mới lỗi hẹn với anh đó. À, mà có đi rạch cát thì ghé hãng nói cho tôi hay một chút rồi sẽ đi, không thèm nói trước, làm cho tôi lo quá. Chắc chị Hòa gấp đi nên không kịp nói, xin anh chớ phiền. Em quen với chị Hòa thuở nay mà em chưa có dịp gặp chị hai lần nào, không biết chị hai bệnh sao đó. Chị hai của nhà tôi trái tim yếu lắm nên hay mệt. Thuở nay có chứng bệnh đó mà uống thuốc hoài không dứt được. Bệnh đó hiểm nghèo lắm. Phải, đau tim thì không được giận, không nên lo. Bé Hậu thấy con Sẫm ở trong nhà đi ra, liền kêu mà biểu dắt đi ra đường chơi. Thuần biểu bồi nhắc một cái bàn nhỏ với hai cái ghế để giữa hoa viên, rồi đem nước đá, nước cam ra uống chơi cho mát. Thuần mời cô Vân ngồi, rót nước cam mời cô Vân uống. Cô Vân vui vẻ hỏi Thuần. Chị hai gốc ở Chợ Lớn, vậy chồng chị gốc ở Rạch Cát hay sao? Nên chị phải về Rạch Cát mà ở? Không, ảnh gốc ở Cần Đước. Ảnh đặt nhà máy xay gạo trong Rạch Cát, nên hai vợ chồng phải về trỏng mà ở. Ảnh tên Nam Quyền. Chồng tên Quyền, vợ tên Quý, rồi lập nhà máy đặt hiệu là Quyền Quý, cũng như anh đặt hiệu Thuần Hoa cho hãng của anh đó chứ gì? Phải. Hồi tôi lập hãng, ở nhà tôi bắt chước theo cách của anh hai chị hai tôi, nên biểu tôi đặt hiệu như vậy đó. Nếu vậy thì chị Hòa với chị Quý chắc tình ý giống nhau lắm phải không? Cái đó tôi không hiểu được, bởi vì tôi ít gần gũi với chị hai tôi nên tôi không biết tánh ý chị. Tuy em chưa biết chị hai mà chắc chị ghen lung lắm. Tại sao cô dám nói chắc như vậy? Tôi cũng không biết có bệnh ghen hay không, mà anh làm chủ nhà máy lớn, anh lo bạc đầu, có chơi bời chi được đâu mà chị ghen. Ghen là một chứng bệnh, hễ ai mang chứng bệnh ấy thì ghen tự nhiên, chứ không phải đợi chồng chơi bời mới ghen. Thuần ngẫm nghĩ một chút rồi cười mà hỏi. Tại sao cô đoán tình ý nhà tôi giống tình ý chị hai, rồi cô lại nghi chị hai Quý có bệnh ghen?
Tuy cô nói giọng ở ngoài, song cũng đủ làm cho tôi hiểu rằng cô tỏ ý chê nhà tôi có bệnh ghen, phải như vậy hay không? Cô Vân lắc đầu đáp: Không, lời anh nói đó trúng có phần nửa thôi. Anh nói em biết chị Hòa ghen thì trúng, còn anh nói em chê chị Hòa ghen thì không trúng. Bệnh ghen là bệnh chung của các đàn bà có chồng, trừ ra ai có chồng mà không thương chồng thì mới khỏi chứng bệnh ấy. Ấy vậy, dầu em biết chị Hòa ghen, em cũng không phép chê chị. Chị thương anh nên chị mới ghen, thế thì làm sao mà em chê chị được? Phải, đàn bà vì thương nên mới ghen, bởi vậy thói quen có thể dung chế được. Nhưng mà không hiểu đàn bà ghen họ có biết rằng nhiều khi họ làm cho chồng buồn bực chán ngán lắm hay không? Nếu vợ ghen mà chồng buồn thì chồng không biết phương pháp nào làm cho vợ khỏi ghen hay sao? Phương pháp nào? Mình đừng làm những việc gì có cớ cho vợ ghen được. Vợ chồng phải tin bụng nhau thì gia đình mới được đầm ấm. Nếu mỗi giây phút đều phải chú tâm về sự vợ ghen, đặng cứ lo mà tránh, thì đi đứng mất tự do, làm ăn hết phấn chấn, rồi gia đình cũng hết vui vẻ. Em hỏi thiệt anh, vậy chớ anh có biết chị Hòa ghen hay không? Có lẽ nào tôi không biết. Nếu anh biết thì anh phải làm sao? Chứ không lẽ để chị ghen, chị phiền não, anh bực bội trọn đời hay sao? Biết làm sao bây giờ? Thuần than mấy tiếng rồi châu mày ngồi buồn hiu. Cô Vân đã hứa kiếm thế gỡ mối sầu giùm cho bạn, nay gặp cơ hội này, cô muốn tỏ tâm hồn của cô Hòa cho Thuần hiểu, rồi khuyên Thuần phải sửa đổi cách đối xử, đặng cho gia đạo bình an. Mà cô tư lự không biết phải mở đầu nói thế nào cho khỏi mang tiếng thầy lai. Thuần ngước mặt ngó mong ngoài đường rồi thở dài mà nói: Tôi thuộc về hạng tân học, nếu tôi cưới vợ ấy là tại tôi không có tính ham chơi bời như chúng bạn. Tôi quyết lập gia đình đặng có sẵn cái cơ sở vững chắc, an ổn ở trong, rồi phấn chí tranh đấu về cuộc làm ăn ở ngoài. Tôi tưởng từ ngày tôi cưới vợ cho tới bây giờ tôi chẳng hề có một chút lỗi gì trong đạo làm chồng. Thế mà vợ tôi nó không hiểu bụng tôi, nó cứ ngấm ngầm ghen tuông hoài. Nhiều khi nó làm cho tôi chán ngán hết buốt làm ăn, hết vui với sự sống nữa. Bây giờ tôi mới hiểu, cái hạnh phúc của gia đình thì khó tạo. Dầu mình có chí muốn tràn trề, dầu mình có bạc tiền đầy dẫy, mình cũng không dễ mua cái hạnh phúc ấy được. Tôi đã thấy cái đời của tôi hỏng rồi. Nếu tôi sống, ấy là vì lẽ trời nên phải sống. Sống đặng làm tôi mọi cho đời như triệu ức người khác, chứ không có vui vẻ gì mà mong. Anh chẳng nên thối chí, bây giờ anh tiếc sự anh cưới vợ hay sao? Ngó ra đường trước mặt buồn hiu, làm sao mà không thối chí cho được. Nhớ tới sự mơ ước thì nó như giấc mộng, làm sao mà khỏi ăn năn chút đỉnh. Cha chả, em không về chị Hòa ghen đến nỗi làm cho anh chán ngán quá như vậy. Em xin tỏ thiệt với anh, em lên chơi ở hai bữa rày, em nói chuyện với chị Hòa, em dòm thấy chị vì bệnh ghen nên trong lòng không được vui. Em dò ý chị thì em hiểu, chị phiền là tại anh ham lo làm ăn hơn là ưa vui với vợ con, chứ chẳng có cớ chi khác. Phiền như vậy cũng dễ giải chứ không phải khó. Em xin anh hãy vì gia đình mà sửa đổi bề cư xử lại một chút, đặng anh hưởng hạnh phúc cho hoàn toàn. Tôi phải đóng cửa hẳn, đừng làm ăn nữa, đặng ở nhà với vợ con hay sao? Không cần phải thôi làm ăn. Em tưởng anh mướn một người tổng lý coi hãng thế cho anh, rồi mỗi bữa anh ra hãng chừng một vài giờ, đặng xem xét cũng được, chẳng cần phải ở tối ngày ngoài hãng. Ai cho bằng mình được mà mình dám phó thác? Đã biết như vậy, song xin anh hãy nghĩ lại, dầu hãng có thất lợi bao nhiêu đi nữa, nhắm cũng ít hại hơn là gia đình xào xáo. Tự nhiên, nhưng mà sự làm việc là cái thú vui của tôi, nếu tôi ở không chắc là tôi hết vui. Anh cũng làm việc chứ, song làm ở nhà. Làm người mà câu thúc như vậy thì sự sống có thú vui gì đâu. Xin anh nhớ, ở đời phải có cực mới có vui, phải tìm mà mua cái vui, chứ có bao giờ người ta đem cái vui dưng cho mình đâu. Cô luận đúng lắm, mà tôi ra làm chủ hãng, tôi chịu cực thân nhọc trí hết sức, đặng cho vợ con được sung sướng. Công của tôi đó không đủ mua vui được hay sao? Tại người bán cái vui cho anh họ không chịu giá đó, họ đòi giá khác. Nếu anh muốn mua thì anh theo ý người bán mới mua được chứ. Người ta nói chốn dương trần là khổ ải, nghĩ thiệt trúng lắm phải không cô? Phải, mà mình kiếm thế qua khỏi biển khổ mới giỏi chứ. Em còn muốn tỏ với anh một chuyện nữa, xong em sợ nói ra anh phiền. Cô cứ nói, đừng ngại chi hết. Em coi ý chị Hòa không vừa lòng về sự anh mướn đàn bà con gái giúp việc trong hãng. Ồ, vợ tôi ghen đến người bộ hạ của tôi nữa à?
Em đã nói ghen là một chứng bệnh mà, như mụn ghẻ, dầu chỗ nào nó mọc cũng được, chứ không phải nó lựa trên mặt hoặc trên vai nó mới mọc. Cô Như đánh máy chữ trong hẳn là em gái của một người bạn thiết của tôi. Bạn tôi suy sụp nên hôm tháng trước đem em lại hẳn sinh với tôi, để em phụ sự trong hẳn, đặng mỗi tháng có ít chục đồng lương mà nuôi sự sống. Vì vậy nên tôi phải cho vào làm, chứ nào phải tôi có ý xấu nên mướn con gái đâu. Không được không được, ghen đến thế thì nhục cho tôi quá. Thấy không, hồi nãy em có nói trước, em sợ là hễ nói ra thì anh phiền. Té ra nói trước mà cũng không khỏi. Bây giờ trời đã tối rồi, tuy mặt trăng đã mọc lên ở hướng đông, nhưng còn bị cây án nên hoa viên vẫn lờ mờ chưa được sáng. Thuần đứng dậy đi qua đi lại không nói chuyện nữa. Cô Vân thấy Thuần buồn thì ái ngại, tưởng Thuần đã muốn dứt câu chuyện nên cô cũng đứng dậy tính đi vô nhà. Ý Thuần muốn lưu cô lại nên nói: cô là bạn thân thiết với nhà tôi, nhà tôi tin bụng cô lắm nên mới tỏ tâm sự cho cô biết đó. Tôi chắc trong lúc nói chuyện nhà tôi phiền trách tôi nhiều lắm phải không? Cô Vân đứng ngó Trân Thuần mà đáp: có, chị Hòa có trách anh, mà chị trách là trách anh ham lo bề làm ăn, còn ít ưa vui thú vợ chồng, chứ không có trách anh điều chi khác. Ấy vậy nếu anh sửa tánh ý một chút thì vợ chồng sẽ thuận hòa vui vẻ, không có chi khó. Người có học ai cũng có chủ trương riêng, mỗi người đều đeo đuổi theo chí hướng của mình, phấn chấn làm cho đạt được mục đích, đặng vừa lòng phỉ dạ. Mình đương hăm hở đi trong một cái đường mình vui thích đó, bây giờ người ta buộc mình phải ngừng lại, rồi bắt mình phải qua con đường khác là con đường mình không ham không mộ. Mình gặp cái hoàn cảnh như vậy tự nhiên phải lơ lửng chán ngán, tiếc đường cũ chê đường mới, thế thì làm sao mà vui được. Chớ chi người vợ hiểu tánh ý của mình rồi sửa đổi tâm hồn mà theo một chí hướng với mình thì vui biết chừng nào. Cô Vân, cô thương nhà tôi không? Trong bọn chị em bạn học có một mình chị Hòa em thương nhiều hơn hết. Nếu cô có thương nhà tôi thì xin cô làm ơn khuyên giùm nhà tôi sửa đổi tánh nết lại. Phải tin cái tình của tôi, đừng nghi ngờ nữa. Phải biết vui việc tôi vui, phải biết buồn chỗ tôi buồn. Cô làm thành được việc tôi cậy đó thì tôi mang ơn cô lắm. Vâng, em hứa chắc sẽ hết lòng khuyên giả chị Hòa, đặng chỉ làm cho anh vui. Mà em xin anh cũng nhượng bộ một chút, kiếm thế làm cho chị Hòa hết nghi ngờ, đặng hết buồn bực. Anh chịu nhận lời xin hay không? Thuần cúi mặt ngó xuống đất mà suy nghĩ một chút, rồi nói với giọng quả quyết: tôi sẽ ráng làm cho vừa lòng vợ tôi. Em cảm ơn anh, nếu được vậy thì em vui lắm. Để tôi kiếm người tôi cậy làm tổng lý trong hãng, đặng tôi rảnh mọc vui với vợ con. Tôi nghĩ lại từ ngày tôi có vợ thì tôi mắc ham làm ăn, rồi tôi phế các sự lại. Bắt đầu từ sáng mai đây tôi sẽ cho tiền, rồi biểu cô Như đi kiếm sở khác làm. Tôi sẽ tận tâm làm đủ cách cho nhà tôi hết có cớ mà ghen, rồi coi còn phiền trách chi tôi hay không. Nghe lời anh nói em nghĩ anh giận lẫy. Nếu như anh giận lẫy nên anh đổi cách cư xử thì sự sửa đổi ấy kết quả không hay ho gì. Không, không phải tôi giận lẫy, vì tôi có cái óc trọng gia đình, vì tôi nặng lòng thương vợ con tôi lắm nên tôi mới quyết định như vậy chứ. Cô có biết tại cớ nào mà tôi trọng gia đình, vì ý gì mà tôi thương vợ hay không? Chắc là tại anh cảm nhiễm gia đình giáo dục, tuy theo học thức mới song vẫn trọng luân lý xưa nên anh mới yêu gia đình như vậy. Có lẽ cũng tại như vậy mà cái duyên cớ lớn nhất là thế này. Ngày tôi học thành công rồi tôi trở về xứ, tôi thấy xã hội mình tôi chán ngán, hết muốn lo việc khai quá. Cô nghĩ lại coi, ở đời này có nhiều người nghị lực yếu ớt, tinh thần vắng khoe, bậc thượng lưu trí thức thì chăm lo cầu quyền, nhất là chăm lo kiếm tiền đặng ăn chơi cho thân sung sướng. Bậc trung lưu thì hí ha hí hửng như kẻ không hồn, còn bậc hạ lưu thì vất vả lờ đờ, ai biểu đâu đi đó, không biết nhục vinh, không hiểu lợi hại chi hết. Ở giữa một xã hội như vậy thì vui sướng chỗ nào đâu. Vì vậy nên tôi chán ngán, tôi quyết lập gia đình đặng tôi vui thú gia đình. Tôi quyết lập một cuộc làm ăn đặng tôi chú tâm vào đó, cho tôi khỏi buồn, khỏi tức vì xã hội. Tôi trọng gia đình, tôi ham làm ăn là tại như vậy đó. Hai cảnh ấy là chỗ để cho tôi tránh mà kéo dài sự sống. Cô hiểu chưa? Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Em không về anh bị cái tâm hồn bất mãn, nó làm cho anh phải khốn khổ về phần trí đến thế. Anh có tỏ niềm riêng ấy cho chị Hòa hiểu hay không? Tôi có tỏ nhiều lần mà dòm thấy nhà tôi không hiểu, hoặc không muốn hiểu. Cô Vân châu mày thở dài. Liền khi ấy thấy ánh đèn xe hơi rọi sáng ngoài đường, rồi vội vô sân. Cô Vân nói: xe chị Hòa về. Thiệt quả xe ngừng, cô Hòa bước xuống.
Thuần hỏi vợ: chị hai đau sao đó? Cũng mình cũ, trái tim yếu nên mệt. Đốc tơ biểu chị phải đi Long Hải mà tịnh dưỡng ít tuần lễ, chị cho kêu tôi về đặng rủ đi với chị. Chừng nào chị đi? Sáng mai. Mình có hứa đi với chị hay không? Không, tôi nói tôi có khách. Tôi khuyên chị đi trước, rồi ít bữa tôi sẽ ra thăm. Bữa nào có rảnh mình đưa tôi với chị Vân đi Long Hải được không? Được, mình nhất định bữa nào đi thì mình nói trước, đặng tôi sắp đặt công việc trong hãng rồi tôi đi với. Ba người dắt nhau vô nhà. Chương 6. Vì đã nhất định trước rồi nên sáng bữa chủ nhật, cả nhà Thuần đều thức dậy sớm đặng sửa soạn đi Long Hải thăm cô Quý. Thuần thay đồ rồi trước, dòm cô Hòa với cô Vân còn trang điểm. Coi thế cả giờ nữa sắp đặt hành lý cũng chưa xong, Thuần bèn lấy xe chạy ra Sài Gòn. Cô Hòa nghe xe chạy thì hỏi: ủa, đi đâu đó vậy kìa? Cô Vân sợ bạn phiền nên nói bừa: chắc anh Thuần đổ xăng thêm hay là ra hãng lấy đồ chứ gì. Hồi hôm có nói đổ xăng đầy rồi mà. Nếu vậy thì chắc ảnh đi lấy đồ gì đó. Chị thấy không, bữa hôm tôi mới nói sơ xịa mà anh đã đổi ý bộn rồi. Anh hứa với tôi anh sẽ đuổi cô đánh máy. Thiệt qua bữa sau anh đuổi liền. Hôm qua anh lại nói anh đương kiếm người mà Phú Quyền tổng lý trong hãng, đặng anh rảnh rang mà lo cho vợ con. Anh đối đãi với chị như vậy đó thì cũng đủ thấy ảnh yêu chị lung lắm. Vậy chị chẳng nên phiền trách ảnh nữa mà ảnh buồn. Tôi cảm ơn chị nhiều lắm. Nhờ có chị nói nên bữa rày mới được như vậy đó. Chứ hồi trước coi bộ như quên vợ con hết. Tại ảnh mắt chăm chú về cuộc làm ăn, ảnh không để ý tới việc khác. Chị có chỗ nào không vui thì chị tỏ thiệt cho ảnh hay biết. Nếu chị phiền mà không chịu nói ra thì ảnh biết ngứa chỗ nào mà gãi. Nói làm chi, người có học thức tự nhiên biết phân biệt chỗ phải chỗ quấy. Người thì có lòng thương vợ con, tự nhiên lo cho vợ con luôn luôn, cần gì phải nhắc. Vợ chồng phải đồng tâm đồng chí, đồng ý đồng tình thì gia đạo mới thuận hòa, làm ăn mới phấn chấn. Vậy tôi xin chị cũng phải đổi tánh, hễ có việc chi không vừa lòng thì nhỏ nhẹ mà tỏ với ảnh, chứ đừng hờn mát giận lẫy rồi ôm ấp phiền não trong lòng. Tánh tôi khác hơn người ta lắm, tôi phiền tôi không muốn nói ra. Với thiên hạ thì không hại gì, chứ đối với vợ chồng mà chị phiền chị không chịu nói ra thì vợ chồng làm sao vui vẻ mà ở đời với nhau cho được. Mà bây giờ chị còn phiền ảnh ở chỗ nào nữa hay không nè? Không, bây giờ tôi không còn phiền nữa. Ờ, nếu được vậy thì tôi mừng lắm. Từ rày sắp về sau, hễ có phiền thì nói ngay ra cho ảnh biết. Hai cô sửa soạn rồi, con Sẩm thay đồ cho bé Hậu cũng vừa xong thì xe của Thuần trở về tới. Thuần vô nhà cười ngõ ngoẻn và hỏi: sửa soạn đã xong rồi hay chưa? 7 giờ rồi, đi sớm cho khỏi bị nắng. Cô Hòa đáp: chị em tôi xong hết rồi, tại mình còn đi ta bà nên trễ, chứ có phải tại chị em tôi đâu. Tôi chạy ra Sài Gòn mua bánh mì sốt đem theo ra Long Hải ăn. Hồi hôm tôi thấy đồ hộp mình mua ít quá nên tôi phải mua thêm, chứ ở chờ đôi ba bữa mà mua có mấy hộp ăn sao đủ. Mình tính ở chơi lâu hay sao? Tự ý mình, muốn ở 3-4 bữa cũng được. Vậy tôi tưởng ra chơi một bữa rồi sáng mai về, tôi có về đâu. Ở 3-4 bữa rồi mình bỏ hãng ai coi? Tôi dặn thầy Hai Tịnh hết rồi, thầy thế đỡ cho tôi được. Còn như có việc gì quan hệ thì thầy kêu dây thép nói cho tôi hay. Nếu được như vậy thì tiện lắm, ở chơi với chị hai vài 3 bữa cho chị vui. Bây giờ cô Hòa hết quạo nữa, cô kêu Bồi bếp mà dặn coi nhà, rồi hối cô Vân đi. Bồi với sớp phơ đem vali lên xe, Thuần sắp con Sẩm ngồi trước với sớp phơ, còn Thuần ngồi phía sau với vợ con và cô Vân. Xe ra khỏi nhà, Thuần kêu sớp phơ mà dặn: Tư à, chạy cho kỹ lưỡng nghe không? Cô mày có bầu đừng có chạy mau lắm. Cô Vân ngó cô Hòa cười và nói: anh Thuần biết lo cho vợ lắm chứ. Thuần cười mà đáp: ấy là phận sự của người chồng, có chi lạ đâu. Cô Hòa ngồi lặng thinh, chồng lo cho cô mà coi bộ cô không cảm tình chút nào hết. Vì xe chạy chậm nên 9 giờ rưỡi mới ra tới Long Hải. Xe ghé vô nhà mát Minh Nguyệt là chỗ cô Quý mướn hứng gió. Cô Quý ra cửa chào mừng, cô Hòa tiến dẫn cô Vân cho chị biết. Cô Quý vui vẻ tiếp khách, ôm bé Hậu mà hôn rồi mời hết vô nhà. Câu chuyện hàng quyên nói vừa xong thì ba cô sang qua câu chuyện quần áo, coi thế khó dứt. Thuần không cần phải biết tiệm nào bán hàng rẻ, thợ nào may áo khéo. Bởi vậy ngơ ngáo một hồi rồi đội nón dắt bé Hậu ra bãi biển đi chơi cho đến 11 giờ. Cô Hòa sai con Sẩm đi kêu
cha con mới chịu trở về ăn cơm trưa. Gần 4 giờ chiều, nước lớn, gió ngoài khơi thổi vô lao sao, cuốn mặt biển thành dòng, rượt nhau tấp lên bãi, rồi rã tan phun bọt trắng xóa. Nam thanh nữ tú, tớp 5 tớp 3, dắt nhau đi theo dọc bãi mà chơi. Người nói người cười, kẻ kiếm cua kiếm ốc, mà cũng có người đứng im lìm ngó mông ra biển, dường như muốn tính coi trời cao mấy độ, biển rộng mấy ngàn. Thuần bèn rủ mấy cô xuống bãi đi hứng gió. Thuần dắt bé Hậu đi trước, ba cô thụng thẳng theo sau. Xuống tới mé nước, bé Hậu muốn chạy theo hớt bọt mà chơi. Thuần biểu con sẫm lột hết quần áo giày vớ của con, rồi để thông thả cho giỡn dưới nước. Cứ đi theo coi chừng, đừng cho nó ra ngoài sâu mà thôi. Trước mặt sóng bủa lao sao, bên mình gió phất mát mẻ. Thuần với ba cô đi chơi trong lòng khỏe khoắn, ngoài mặt tươi cười. Đi được một hồi bỗng gặp Dr. Quỳnh. Thuần quen nên bắt tay chào và hỏi: "Xe của ông sửa rồi, bây giờ máy chạy êm không?" "Êm lắm, không có rụt chặt nữa. Tôi cảm ơn ông." "Ông ra ngoài này hồi nào?" "Tôi ra hồi hôm." Dr. Quỳnh nói chuyện mà mắt ngó cô Vân chân chân. Ông là người vui vẻ, lại có tánh ưa nói chuyện với đàn bà con gái. Bởi vậy ông xin Thuần làm ơn tiến dẫn ba cô cho ông biết. Thuần liền trình diện chị và vợ. Chừng tới cô Vân, Thuần nói: "Cô Vân đây là chị em bạn học với nhà tôi. Cô ở dưới Tân An lên thăm, rồi nhà tôi mời ra ngoài này hứng gió chơi ít bữa." Dr. Quỳnh cúi đầu chào từ cô. Chừng tới cô Vân, ông nghe Thuần tiến dẫn như vậy thì ông cười mà nói với cô Vân: "Tôi lấy là may mắn mà được biết cô. Xin lỗi cô, không biết cô ở Tân An vậy cô ở tại chợ hay là ở trong làng?" "Dạ thưa em, ở dưới Kỳ Sơn." "Kỳ Sơn? Kỳ Sơn là chỗ nào mà tôi không biết?" "Thưa, Kỳ Sơn ở theo đường Tham Nhiên, cách châu thành Tân An 5 cây số." "Chắc ông ở nhà là điền chủ nên cô mới ở trong ruộng như vậy chứ gì?" "Thưa, em không có ông nhà nào hết." "À, xin lỗi cô, tôi đoán lầm. Tôi không về cô chưa có chồng." "Thưa, ông có lỗi chi đâu mà xin. Theo đời nay mấy ông có học thức đều bu ở chốn thị thành hết thảy. Ông nghe em ở trong ruộng rẫy, tự nhiên ông tưởng chồng của em là ông chủ nhà quê, nghĩ không lạ gì." "Tôi tưởng lầm mà tôi mừng lắm đó cô." "Xin ông cho em biết coi tại sao ông lầm mà ông lại mừng." "Tôi mừng là vì tướng mạo thanh nhã như cô, rủi có chồng ở dưới ruộng thì uổng lắm vậy." "Theo lý thuyết của ông thì người ở ruộng không được phép cưới vợ thanh nhã hay sao?" "Tôi nói uổng chứ không phải nói không được phép." "Ở đâu cũng có kẻ khôn người dại, chứ không phải người ở ruộng đều dại hết, hay là ở thành thị đều khôn hết. Em xin ông đừng khinh bỉ người ở ruộng, tội nghiệp cho họ." "Cô binh vực mấy cậu nhà quê quá ha. Tôi chắc cô sẽ lấy chồng nhà quê." "Luận nhân vật là một việc, còn lấy chồng là một việc khác nữa. Hai việc ấy không dính líu gì với nhau hết." "Nếu vậy thì tuy cô binh vực người nhà quê, xong lấy chồng thì sẽ chọn người trí thức phải không?" "Sự lấy chồng em chưa nghĩ tới, mà chắc giàu đến chừng nào em cũng không nghĩ tới làm chi." "Cô tính tu hay sao?" "Có lẽ." "Uổng lắm, uổng lắm." "Ông nói như vậy, em lấy làm tội nghiệp cho ông." "Tại sao mà cô tội nghiệp cho tôi?" "Ông là một vị bác sĩ, ông đứng vào hạng thượng lưu trí thức, nghe em tỏ ý muốn bước vào chánh đạo, lẽ thì ông phải nâng cao trí dục lòng dùm cho em. Làm như vậy ông mới xứng đáng với địa vị của ông. Chứ nghe em tỏ ý như vậy rồi ông than uổng, nghĩa là ông cản trở, thế thì ông thiếu đạo đức nhiều lắm. Em tội nghiệp cho ông là như vậy đó." Thuần vỗ vai ông Quỳnh cười và nói: "Cô Vân tuy ở ruộng, song cô có học thức chứ không phải gái quê, ông cãi không lại đâu." Ba cô cúi đầu chào ông Quỳnh rồi dắt nhau đi tới trước. Ông Quỳnh nắm tay Thuần kéo lại. Hai người đứng nói chuyện một chút rồi thủng thẳng đi theo sau xa xa, chứ không đi chung với ba cô. Ông Quỳnh nói với Thuần: "Cô Vân đã có sắc đẹp mà Vân nói lại khôn ngoan nữa, bộ cô trọng tuổi rồi mà sao chưa có chồng?" "Cô mắc lo học, mới thi đậu về nhà chừng vài năm nay." "Thi đậu trường nào?" "Cô thi đậu bằng thành chung." "Chà chà, hèn chi cô nói chuyện lanh quá. Mà thi đậu 2 năm rồi sao chưa lấy chồng?" "Tôi nghe nhà tôi nói hồi trước, bà già cô hứa gả cô cho một anh học sinh nào đó không biết, rồi bao anh qua Pháp học thêm. Anh học xong rồi anh cưới đầm. Bởi vậy cô Vân lỡ duyên rồi chán ngán không muốn lấy chồng." "Tội nghiệp dữ không. Thế thì cha mẹ cô giàu lắm hay sao nên bao cho người đi học, đằng sau gả con?" "Cô Vân mồ cô cha, cô còn bà mẹ, mà không có anh em chi hết.
Bà già cô là bà chủ gì đó, không biết, nghe nói giàu lớn. Nhà tôi biết chứ tôi không rõ. Con của một nhà giàu lớn mà lại có học thức, có nhan sắc nữa thì quý biết chừng nào. Anh học sinh nào đó sao lại bỏ người ta, khờ quá. Vợ tôi chết mấy năm nay, tôi tính cưới vợ khác, nhưng chưa thấy chỗ nào vừa con mắt. Tôi muốn cưới cô này phức cho xong. Thiệt bà già cô giàu hay không? Cái đó không dám chắc. Nhà tôi biết, chứ thiệt tôi không hiểu. Ông làm ơn hỏi thăm madam lại cho chắc, thử coi bà già cô dân có được bao nhiêu ruộng đất. Để rồi tôi hỏi lại nhà tôi. Ví như tôi xin cưới, ông nghĩ thử coi cô dân chịu hay không? Cái đó tôi biết sao được. Ông dò trước ý cô thử coi được không? Được. Để tối nay hoặc ngày mai tôi thử ý cô, rồi tôi sẽ cho ông biết. Ông cũng nhớ dò dùm bà già cô có đứng bộ ruộng đất được bao nhiêu nha. Tôi nhớ, tôi sẽ hết lòng giúp ông. Cảm ơn. Ông còn ở ngoài này ít bữa chứ? Phải, thứ ba hoặc thứ tư tôi mới về. Tôi cũng ở tới sáng mốt mới về. Thôi, tôi từ giã ông. Xin ông nhớ dò dùm, rồi chiều mai chúng ta ra đây gặp nhau, ông sẽ nói lại cho tôi rõ. Vâng. Hai người bắt tay từ giã nhau rồi Thuần đi theo ba cô, miệng chím chím cười. Cô Hòa thấy chồng theo kịp thì hỏi: Thằng cha dê đó có chuyện gì mà nói dai dữ vậy? Sao mà mình kêu người ta là thằng cha dê? Gặp đàn bà thì liếc ngó, rồi kiếm lời mà trêu hoa ghẹo nguyệt. Người đàn ông như vậy thì là dê chứ gì. Theo lễ nghĩa đời nay, hãy đàn ông gặp đàn bà thì phải ghẹo chọc như vậy mới trúng cách lịch sự về xã giao. Ông Dr. Quỳnh nói theo lễ nghĩa ấy, chứ phải dê đâu. Thiệt lễ nghi của mấy ông là vậy đó hay sao? Phải. Mình cũng thuộc về hàng trí thức, té ra mình cũng phải ăn ở theo lễ nghĩa đó hay sao? Kể tôi làm chi. Tuy tôi cũng ở trong hàng trí thức, song tôi thuộc phe trí thức nhà quê, nên trong giao thiệp tôi không biết làm như mấy ông. Cô Quý nói: Dượng ba đâu có ăn ở kỳ cục như họ vậy. Tôi coi đời nay người có học, họ không kể phong quá gì nữa hết. Họ làm nhiều việc tồi bại quá chừng. Đàn ông nói chuyện với đàn bà thì họ lẳng lơ ghẹo chọc, mà đàn bà gặp đàn ông họ cũng thông thả nói cười. Tại như vậy đó nên bây giờ mới có nhiều nhà hoặc chồng bỏ vợ, hoặc vợ bỏ chồng, con cái bơ vơ, gia đình tan rã. Tôi tưởng chừng ít năm nữa trong nước mình hai chữ vợ chồng không có nghĩa lý gì nữa. Cô Vân gật đầu nói: Lời chị hai nói đó thật đúng lắm. Người mình bây giờ có học thức nhiều, tiếc vì sự học của người mình không giống với sự học của người khác. Người ta học đặng mở mang trí thức, học đặng mỹ tục thuần phong, học đặng cải lương nghiệp nghệ. Còn mình học là học để nói chuyện nghe cho lanh lợi, học đặng mặc y phục ngồi xe hơi cho khỏi quê, học đặng kiếm tiền mà ăn chơi cho sung sướng. Tại học sai đường như vậy nên phong quá suy đồi rồi, mà nay mai đây gia đình cũng sẽ tiêu tan nữa. Chị hai nói trúng lắm. Cô Hòa nói: Ôi, họ làm sao mặc kệ họ, hơi nào mà lo bao đồng, miễn mình giữ phận mình cho xong thì thôi. Thuần đáp: Dầu mình có lo cũng không bổ ích chút nào, bởi vì phần đông người ta cho cái tồi bại là cái cao thượng. Thế thì mình có cãi lẽ cho hết nước miếng đi nữa, người ta cũng chê mình nói bậy. Như hồi nãy ông Quỳnh nói chuyện với tôi, ổng thổ lộ với tôi nhiều câu thô bỉ quá chừng, nhưng mà ổng nói tự nhiên, không rụt rè ái ngại chi hết. Tôi lấy làm hổ thẹn cho ổng hết sức. Nhưng mà tôi nghĩ những lời ổng tỏ với tôi đó, muôn ngàn người khác cũng nói in như ổng vậy, chứ không phải một mình ổng. Thế thì tôi cãi làm sao được. Bởi vậy tôi giả ngu đứng lóng tai nghe, không thèm cãi. Cô Hòa hỏi: Ông hỏi giống gì? Dài lắm, để về nhà tôi sẽ thuật lại cho mà nghe. Chắc ổng cậy mình làm mai chị Vân cho ổng chứ gì. Mình đoán lầm, xong không trúng chánh. Thuần mới nói tới đó, kế con Sẩm dắt bé Hậu lại, rồi bé Hậu níu mẹ ôm cha nói lăng liếu, làm cho câu chuyện bứt ngang. Trời đã chạm vạng tối, cô Quý than lạnh nên mấy người dắt nhau trở về nhà mát. Hết tập 2, còn tiếp.